công. Sau khi những triết lý thành công được chia sẻ trong cuốn sách không chỉ đúng trong thời của Napoleon Hill mà giá trị và tính đúng đắn của nó còn được chứng minh suốt gần một thế kỷ qua. Áp dụng nó, hàng triệu người đã trở nên giàu có, thành công và vĩ đại. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website biếtbook.vn để đặt mua. Hãy cùng với Biếtbook đưa những kiến thức thực chiến nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Trong mỗi nhà doanh nhân đều có hai tủ sách, Bill Gates. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Think and Grow Rich, 16 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu trong thế kỷ 21 của tác giả Napoleon Hill. Think and Grow Rich, 16 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu trong thế kỷ 21. Chú thích ảnh, bức ảnh công khai của tác giả Napoleon Hill năm 1955. Nguồn ảnh, quỹ Napoleon Hill. Việc không chịu mở rộng tầm nhìn đã kìm chân một số người trong quá trình đạt được một thứ đáng kể trong suốt cả cuộc đời họ, Napoleon Hill. Sách là món quà tuyệt vời dành tặng cho những người thân yêu nhất. Còn gì đặc biệt hơn khi bạn nhận được giá trị từ cuốn sách này và gieo hạt giống tốt lành đó tới nhiều người hơn nữa? Hãy truy cập đường link hoặc đơn giản là quét mã QR. Ngay lập tức, Biếtbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân, sẽ giúp bạn trao tặng món quà ý nghĩa này tới những người bạn trân quý. Think and Grow Rich, 16 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu trong thế kỷ 21. Napoleon Hill, dịch giả Phương Hoa, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời giới thiệu. Bạn đọc thân mến, trên tay bạn là ấn bản cập nhật của cuốn Think and Grow Rich do tác giả Napoleon Hill chấp bút. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, được coi là cuốn kinh thánh về thành công bỏ túi, giúp hàng triệu người đổi đời. Được phát hành lần đầu vào năm 1937, cho đến nay, sau gần một thế kỷ, Think and Grow Rich vẫn tiếp tục được tái bản, cập nhật và dịch sang hàng chục ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Điều này đã chứng tỏ tính thực tiễn và giá trị vượt thời gian của cuốn sách. Think and Grow Rich là một dự án do tỷ phú của ngành thép Andrew Carnegie đề ra và được Napoleon Hill thực hiện. Napoleon Hill đã dành ra 25 năm chu du khắp nước Mỹ và phỏng vấn hàng trăm người thành công bậc nhất thế giới trong mọi ngành nghề, lĩnh vực vào thời ấy, rồi tổng hợp những gì thu thập được thành một bộ nguyên tắc toàn diện nhằm xây dựng nên một triết lý tổng quát về sự thành công. Chính vì dựa vào những sự kiện người thật, việc thật này mà triết lý thành công đó có tính thực tiễn rất cao và vô cùng thuyết phục. Hơn thế nữa, triết lý thành công này không chỉ đúng trong thời của Napoleon Hill mà nó còn chứng minh giá trị và sự đúng đắn của nó suốt gần một thế kỷ qua. Áp dụng nó, hàng triệu người đã trở nên giàu có, thành công và vĩ đại. Trong đó, có thể kể đến Henry Ford khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với xuất phát điểm giáo dục không cao, đã vươn lên trở thành doanh nhân thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. William Wheeler Jones, từ một người bán hàng rong, đã mở công ty kẹo cao su của riêng mình. Hay cho Okay, tuyệt vời ha. Xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong cái buổi Zoom tối chúng ta ngày hôm nay. Tối nay thì Diễm sẽ đại diện cho câu lạc bộ đúng không ạ? Sẽ cùng đồng hành với các anh chị trong cái buổi Zoom với cái chủ đề đó là chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập mục tiêu năm 2024.
ha. Và Diệp với các anh chị, Diệp sẽ chia sẻ một vài những cái bí kíp sau khi mình thiết lập xong thì mình cần phải làm những cái điều gì để giúp cho những cái mục tiêu của mình nó có thể là từ ở bên trong tâm trí và nó chuyển ra bên ngoài trở thành sự thật nha các anh chị nha. Và buổi Zoom tối này thì Diệp sẽ không có buôn bán bất kỳ một cái sản phẩm hay dịch vụ nào các anh chị cả. Mình không có tuyên truyền đạo giáo, tôn giáo, không thuộc bất kỳ một tổ chức hay đoàn thể nào hết ha. Trong buổi Zoom tối này thì đơn giản Diệp chỉ chia sẻ lại các anh chị những kinh nghiệm, trải nghiệm mà mình đã ứng dụng giúp cho mình đạt được rất là nhiều mục tiêu. Và Diệp mong rằng là tối ngày hôm nay cũng có thể là hướng dẫn lại cho các anh chị, giúp cho các anh chị đạt mọi mục tiêu trong năm 2024. Ok, bây giờ thì trước khi vào cái buổi Zoom, chúng ta sẽ cùng với nhau, các anh chị sẽ đưa ra cho mình những cái quyết định. À, các anh chị mong muốn rằng là khi mình tham gia những cái buổi Zoom này thì cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được là cái gì? À, để chúng ta có được cái sự tập trung khi mà mình tham gia buổi Zoom này và giúp cho các anh chị có đúng cái câu trả lời mà các anh chị cần. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau nhắm mắt lại và các anh chị hãy đưa ra cho mình cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được cho cái buổi Zoom tối này trước khi bắt đầu các anh chị nha. À, cảm ơn cả nhà. Rồi, ok, tuyệt vời, cảm ơn các chị rất là nhiều ạ. Rồi, ok các chị ha. Bây giờ là tầm khoảng là cũng tầm gần gần giữa tháng 12 rồi. Chỉ còn khoảng từ 2 đến 3 tuần sắp tới nữa là mình sẽ bước sang một cái năm 2024. Có bao nhiêu trong số các anh chị đây, các anh chị đang mong muốn nha. Đó là năm 2024 là năm mình sẽ bùng nổ lợi nhuận. À, bùng nổ lợi nhuận ha, tiền bạc của mình nó sẽ về như hơi thở. Các anh chị có thể tự do về tài chính, mình có được một sức khỏe tốt, có gia đình của mình thì hạnh phúc, cũng như anh chị nào mà kinh doanh thì các anh chị có thể gia tăng được doanh thu, gia tăng lợi nhuận, gia tăng quy mô trong công việc kinh doanh của mình năm 2024. Các anh chị có thể comment tôi giúp Diễm ạ. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Tối ngày hôm nay Diễm sẽ chia sẻ các anh chị những cái bí kíp của Diễm đúng không ạ? Nó đã giúp cho Diễm là cứ mỗi năm các chị nha, Diệp cũng đã thiết lập cho mình những cái mục tiêu ha, và sau khi mà những cái năm mà mình nhìn lại á, thì Diệp đã đạt được rất là nhiều những mục tiêu mình đặt ra. Và Diệp chia sẻ các anh chị cái bí kíp nữa mà để giúp cho các anh chị cũng sẽ đạt được mọi mục tiêu mà các anh chị thiết lập trong năm 2024. Và trước khi vào cái buổi chia sẻ thì Diệp cũng sẽ giới thiệu sơ qua bản thân của mình cũng như là cái cách mà Diệp đã ứng dụng như thế nào để giúp cho các anh chị nha. Thì Diệp tên là Nguyễn Thị Hoàng Diễm, hiện tại là Diệp đang sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Đúng mà Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ cho tính đến ngày hôm nay thì cũng tầm khoảng là 5 năm rồi. 5 năm có thể là gọi là cựu thành viên rồi đúng không ạ? Cựu thành viên của câu lạc bộ. Trước khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ các anh chị, Diễm cũng là một cái người có rất là nhiều những cái mục tiêu. Nhờ ban tổ chức có thể mở giúp cho Diễm được ạ. Trước khi vào câu lạc bộ các anh chị, Diễm không có tài chính, mình cũng không có sức khỏe, mình cũng không có mối quan hệ. Chỉ có một cái đó là Diễm được học cái cách mà mình cần phải thiết lập cho mình những cái mục tiêu các chị ha. Nên là thành ra là trước khi vào câu lạc bộ cũng không có gì ngoài những cái khao khát, những cái ước mơ thôi, mà chỉ có những ước mơ, và ước mơ lúc đó thì cũng khá là đơn giản thôi các chị. Đó là mình mong muốn là mình có thể tự do thời gian, tự do không gian, tự do tài chính
ha, để mình báo hiếu được cho cha mẹ của mình nè, đúng không ạ? À, đây là trước khi mà Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì Diễm cũng đi làm hưởng lương, làm hưởng lương thôi nghe chị. Đây, và tiếp theo ha, đây là Diễm sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà Diễm đã ứng dụng. Các chị có thể thấy là đây là năm 2017. 2017 á, thì Diễm chưa biết tới môi trường câu lạc bộ đâu các anh chị. Tầm khoảng là năm 2018 thì Diễm mới bắt đầu biết tới môi trường câu lạc bộ. Lúc đó đang đi làm nha, đang đi làm văn phòng, thu nhập khoảng 7-8 triệu một tháng thôi. Diễm đã đặt ra cho mình những cái mục tiêu. Lúc đó mình lên trên YouTube á, cái Diễm thấy được một cái video về luật hấp dẫn. À, trong cái video đó bảo rằng là nếu bạn mong muốn điều gì á, thì cái việc của bạn là chỉ cần thiết lập ra những cái mục tiêu cụ thể rõ ràng. À, sau đó là mình hình dung tưởng tượng mình sống như thể đã đạt được rồi thôi, là bạn sẽ đạt được những mục tiêu của mình. Thì nói thật với các chị lúc đó Diễm cũng không tin đâu, nhưng mà mình cứ nghĩ. Lúc đó Diễm mới lên Google, Diễm search những cái tên mà đang chia sẻ cho mình trong cái video về luật hấp dẫn á, thì mình thấy là những cái người chia sẻ cho mình khá là nổi tiếng. À, gọi là cũng toàn là những người thành công trên thế giới thôi. Nên lúc đó Diễm nghĩ là giờ thà tin hơn không tin. Thôi giờ tin ứng dụng thử, biết đâu giàu luôn thì sao, biết đâu mình có kết quả thì sao. Nên lúc đó Diễm mới ngồi xuống và bắt đầu mình mới hỏi chính mình rằng là vậy thì bây giờ mình mong muốn đạt được những mục tiêu gì đây ha. Thì các chị có thể thấy là ước mơ cũng giống như anh chị ở đây thôi. Nhưng mà mơ ước là mình sở hữu được một cái căn biệt thự nhà vườn. À, và căn biệt thự này là Diễm sẽ đã tính là mình sẽ dành tặng cho ba mẹ của mình đó, tại mình thấy ba mẹ của mình cũng làm lụng chăm chỉ đúng không ha. Và Diễm cũng đã mong muốn làm sao để ba mẹ của mình có được cuộc sống tốt nhất. Sau đó là mình cũng lấy cái hình chiếc xe ở trên mạng á, mình tải về, mình nói rằng đó là mình cũng mong muốn sở hữu được một chiếc ô tô đó, ha, màu đỏ. Thế là mình cũng tải về nghe chị. Vậy các chị có thể thấy là Diễm để chế độ là chỉ mình tôi, và mình ghi câu ta tút là sao ạ, đó là khi mà mình đạt được cái điều này thì Diễm sẽ ghi là mọi thứ tưởng chừng như điên rồ rồi. À, cho đến ngày hôm nay tôi đạt được nó. Nè các anh chị, sau đó cái đó là ngày 11 tháng 12 năm 2017 đúng không ạ? À, ngày 5 tháng 12 thì Diễm lại tiếp tục ghi, đó là đến tháng 12 2018 thì thu nhập của mình nó phải là 100 triệu/tháng. Không biết là có anh chị nào ở đây mình đặt ra mục tiêu đó là mình sẽ có được cái mức thu nhập thụ động 100 triệu/tháng không ạ? Đây. À, không biết là Diễm chiếu cái hình này các chị có nhìn rõ không ạ? Anh chị nào mà đang xem trên điện thoại á, thì các anh chị có thể dùng cái tay á, mình phóng to trên màn hình điện thoại ra nha, là các anh chị sẽ thấy được rõ ha, những cái mục tiêu, những cái quyết định mà Diễm đã đặt ra. Anh chị nào ở đây có quyết định thu nhập thụ động 100 triệu/tháng không ạ? Anh chị nào đang đáo định thu nhập 100 triệu/tháng đâu, 100 triệu thụ động nha, comment tôi ạ. À, đó, và năm hai cũng là hai năm 2017 luôn, vào cuối năm Diệp đã ra cho mình một cái quyết định là sao? Đó là tôi quyết định trở thành một nữ doanh nhân mạnh mẽ, tài năng, xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, quyết đoán, năng động. Ghê chưa? Trời ơi, đáo định quá trời quá đất. Và mọi mục tiêu ước mơ của tôi đang phía trước để chờ tôi, đúng không? Tôi đã đủ sức mạnh, thông minh để tiến đến đón lấy những gì thuộc về mình. Cũng đã quyết định luôn, để chế độ chỉ mình tôi. Lúc này đây là những cái quyết định mà Diệp chưa có đạt được. Không biết là các anh chị nào ở đây mình cũng mơ ước trở thành doanh nhân không ạ? À? Doanh nhân thành công đâu ạ? À, anh chị nào mơ ước trở thành doanh nhân thành công comment số 1 ạ. À, hồi xưa Diệp cũng đã từng ao ước trở thành một doanh nhân, tại vì lúc đó mình đi làm ấy chị, đi làm hưởng lương. À, mà mình nghe người ta bảo rằng là nếu mình cứ đi làm như này hoài mà chưa biết khi nào mình mới có cuộc sống giàu có được đúng không ạ? Nên thành ra là mình nhìn qua nhìn lại mình thấy các doanh nhân giàu quá, mình cũng ước mơ trở thành doanh nhân. Nè, sau đó là Diệp đặt ra cho mình những mục tiêu là gì? Dạ, đây cái chị thấy cái bản tầm nhìn của mình này của Diệp không ạ? Đặt ra mục tiêu đó là tôi kiếm được 1 triệu đô trước 30 tuổi. Anh chị nào ở đây hiện tại mình vẫn còn đang đặt mục tiêu là kiếm được 1 triệu đô đâu ạ? Và anh chị nào mà mình đã kiếm được 1 triệu đô rồi thì mình đặt là 5 triệu đúng không ạ? À, 5 triệu, anh chị nào đã kiếm được 5 triệu rồi mình đặt lên là 10 triệu đúng không ạ? À, đây hồi xưa lúc mà Diễm đang đi làm thì cái khởi điểm của Diễm đó là mình đặt ra mình sở hữu được 1 triệu đô đầu tiên trước đã. À, và tiếp theo đó là cái bản tầm nhìn ạ. À, nhìn bên đây trước để quay lại. Đây, ngày hôm nay Diễm mong muốn là các anh chị có cái bản tầm nhìn này. Bên đây trước có thể phóng to giúp Diễm ha. Phóng to bản tầm nhìn ạ. À, đó, ngày hôm nay, tối nay Diễm mong muốn rằng Diễm và các anh chị chúng ta sẽ có cái bản tầm nhìn này các anh chị. Đây là cái bản tầm nhìn mục tiêu. Mục tiêu của Diễm đó.
Hồi xưa á, là mình đi làm mà đi làm nó có lương tháng đâu có bao nhiêu, nên thành ra mình mơ ước là sao ạ à? Mơ ước sở hữu biệt thự, sở hữu ô tô, sở đồ à, sở hữu có gia đình hạnh phúc khỏe mạnh, tìm được người chồng lý tưởng, trở thành doanh nhân. Như vậy thôi là mình cảm thấy là trời ơi là cuộc đời của mình là tuyệt vời rồi. Hồi xưa ước mơ nó có nhiêu đó thôi các anh chị đó. Và là lúc đó thì Diễm cũng ghi ra cho mình những mục tiêu. À, sau đó Diễm cũng quy đổi những cái mục tiêu của mình ra thành những cái hình ảnh như thế này. À, đó, và mình cứ nhìn riết, nhìn riết, nhìn riết, nhìn riết các anh chị. Đây là vẫn là năm 2017. Năm năm nay là cái năm mà mình thiết lập cho mình rất nhiều mục tiêu. Chỉ có một cái đó là lúc này là mình chưa gặp được câu lạc bộ các anh chị nha. Nên là thành ra là mình đây những mục tiêu tiếp theo. À, các anh chị thấy không? Mơ ước về sở hữu biệt thự dữ lắm các anh chị. Trời ơi, coi như là tha thiết luôn, để chế độ chỉ mình tôi luôn, và mình sống như thể là mình đã đạt được rồi vậy đó anh chị ha. Và cái thời điểm mà Diễm thiết lập những cái mục tiêu này á, đó là mình đang đi làm hưởng lương thu nhập 8 triệu tháng, đầu tháng cuối tháng có lương, đầu tháng không dư đồng nào. Thì theo các anh chị, một cô gái đầu tháng có lương cuối tháng không dư đồng nào mà ra quyết định trở thành triệu phú thì các anh chị có thấy nó phiêu mà nó hơi ảo tưởng nha, ảo tưởng đó các anh chị. Lúc đó mình đưa những cái mục tiêu của mình cho bạn bè của mình xem, ai cũng bảo rằng là mình ảo tưởng chân trời, nói rằng là sao à, thôi thôi Diễm ơi bớt ảo tưởng đi, trong đám bạn của mình có mình Diễm giàu được rồi, cái gì giúp đỡ cho mình, nói chung là cũng có rất là nhiều người ghẹo mình các chị. Ghẹo mình đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì mình đặt ra cho mình những cái mục tiêu nó hơi bị xa vời. Đối với Diễm thì lúc đó nó là xa vời. Các anh chị nha, và rất là tuyệt vời các anh chị. Những cái mục tiêu tưởng chừng như điên rồ này, khi mà Diễm tham gia vào môi trường của câu lạc bộ các anh chị, cho đến ngày hôm nay các anh chị nha, thì Diễm đã đạt được hết tất cả những cái mục tiêu mà mình đã đặt ra. Đã đặt ra. Ok chị, mục tiêu là trở thành triệu phú đúng không ạ? Thì Diễm nói các anh chị là cách đây tầm khoảng 2 năm trước, khi mà Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì tổng tài sản của mình nó cũng đã gia tăng là 1 triệu đô. Bây giờ hiện tại Diễm cũng đang là một doanh nhân, đây cũng đang là một doanh nhân, sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp, hàng tháng cũng tạo ra cho mình cái nguồn thu nhập thụ động cũng khá là lớn. Diễm cũng đã mua được một căn biệt thự rất là đẹp đúng mà, để dành tặng cho ba mẹ của mình. À, giờ bên đây trước có thể mở giúp Diệp cái hình ảnh về sau này đúng không, khi mà mình đã đạt được những cái thành công ha. Đây là mục tiêu về Diệp, nó dẫn ba mẹ của mình đi du lịch vòng quanh thế giới đúng không ạ, mình có được một cái sức khỏe rất là tốt. À, rồi nhà bên đây xuống ạ. À, đây là hồi nãy các anh chị thấy Diệp mơ ước sở hữu một căn biệt thự không ạ. À, thì hiện tại Diệp cũng đang chính thức sở hữu, nói chung là đây là một một trong những cái bất động sản mà Diệp đang sở hữu thôi, là một cái căn biệt thự Diễm tặng cho ba mẹ của mình, cũng là biệt thự nhà vườn luôn, y chang những gì mình tưởng tượng luôn. Ở trên ghế chị có thấy là Diễm mơ ước sở hữu chiếc xe màu đỏ không ạ? Dạ hiện tại thì Diễm cũng đang sở hữu y chang cái chiếc màu đỏ mình từng mơ ước luôn, là một cái chiếc mui trần màu đỏ. Và sao à, Diễm cũng đã sở hữu cho mình, hồi nãy trong cái bảng tầm nhìn các chị thấy quá, nó là mình mong muốn sở hữu rất nhiều ô tô đó. Thì hiện tại là ngoài cái chiếc ngoài cái chiếc mui trần này ra thì Diễm cũng sở hữu thêm cho mình một cái chiếc 7 chỗ. Và chiếc này thì hiện tại Diễm đang tặng cho ba mẹ của mình để đi chơi, đi chơi các anh chị. Và Diễm cũng sao, ngoài cái việc đó là mình thực hiện được những cái ước mơ trở thành doanh nhân, sở hữu cho mình rất là nhiều những cái tài sản, mình có được cái sức khỏe tốt, mình có được những cái mối quan hệ rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì Diễm còn có những cái chuyến du lịch chị vòng quanh thế giới, mỗi tháng thì hình như Diễm đi du lịch từ 1 đến 2 nước trên thế giới. Tháng trước câu lạc bộ chúng ta mới du lịch ở châu Âu, là Diễm mới đi 3 nước xong, trong tháng trước đi 3 nước anh chị. Và trong tháng 12 này thì sắp tới Diễm cũng đang được mời đi một chuyến du lịch là Nhật Bản tiếp tục. Coi như là mỗi tháng bây giờ không phải đi 1 nước nữa, mà du lịch tầm khoảng từ 2 cho đến 3 nước trên thế giới. Bao nhiêu số các anh chị mình cũng mong muốn đó ạ, mình cùng với gia đình của mình, à, mỗi tháng cũng có thể là đi du lịch từ 1 đến 2 nước trên thế giới, thì các chị comment tôi giúp Diễm ạ. Và tất nhiên rồi, mình phải tự do về thời gian thì mình mới làm được điều này đúng không ạ? Không những tự do về thời gian đâu các anh chị, mà mình phải tự do về không gian, cũng như là mình phải tự do về tài chính thì mình sẽ thực hiện được những ước mơ này.
Hai các anh chị ha. Đó, và phía dưới là những cái hình ảnh mà Diễm đi du lịch là rất là nhiều nước trên thế giới ạ. Nhưng mà đây chứ có thể kéo xuống phía dưới ha. À, ok. Đây là những cái mục tiêu mà Diễm thiết lập các anh chị và nó đều trở thành sự thật hết. Dubai, Mỹ, Canada, nói chung là ở châu Mỹ Diễm có đi rồi, châu Âu đi rồi, châu Á đi rồi. À, coi như là Diễm đã đi chắc cũng tầm khoảng là vài chục nước trên thế giới rồi. Nghĩ lại giống như là một giấc mơ anh chị. Nghĩ lại giống như là một giấc mơ hai cái anh chị ha. Ok, cảm ơn bài từ trước rất là nhiều ạ. Vì tối ngày hôm nay không có nhiều thời gian nên là thành ra là Diễm chỉ cho các anh chị xem mà một số những cái mục tiêu là Diễm đã đặt ra và mục tiêu nào mình đặt ra mình cũng đạt chính xác hết trơn. Có thể là nhờ, trong cái thời điểm mà mình đặt ra những mục tiêu á, những lúc đó mà Diễm nghĩ rằng là giống như là mọi thứ tưởng chừng như điên rồ. Nó quá là ảo đi, quá là ảo tưởng đi. Đấy, anh chị, nhưng mà khi mà Diễm tham gia vào môi trường của câu lạc bộ đúng không ạ? À, gặp được những cái người thầy anh chị nha, và để mà có được cái thành công của Diễm ngày hôm nay thì Diễm vô cùng là biết ơn người thầy của câu lạc bộ Chợ Tôi Hóa Vàng, đó là danh nhân Trịnh Quốc Huy. À, anh chị đã hướng dẫn, là một người thầy hướng dẫn dìu dắt cho Diễm có được cuộc sống ngày hôm nay. Diễm đã học được tất cả những cái bài học đúng không ạ? Để mình có thể có được những thành công ngày hôm nay. À, rất là biết ơn tất cả các anh chị trưởng nhóm ở trong câu lạc bộ mà đã hướng dẫn cho mình, cũng như là Diễm rất là biết ơn tất cả các anh chị trong cái đội nhóm kinh doanh của mình, tất cả các anh chị đối tác, cũng như là tất cả các anh chị ở trong cái môi trường của câu lạc bộ Chạm Tới Hóa Vàng, cùng nhau truyền những cái niềm tin, truyền những cái cảm hứng để có được cái kết quả của Diễm ngày hôm nay. Và tất nhiên là cái kết quả của Diễm nó không phải là điển hình đâu anh chị. Là mỗi anh chị cá nhân khác nhau, khi mà mình tham gia vào môi trường câu lạc bộ, các anh chị học tập, các anh chị rèn luyện thì mình sẽ có những kết quả khác nhau tùy theo nỗ lực của mỗi người. Nè các anh chị ha. Vậy thì tối ngày hôm nay khi mà Diễm cho các anh chị xem những mục tiêu đó không phải là để mình khoe không phải mà để cho các anh chị thấy rằng là cái công thức mà Diễm chuẩn bị chia sẻ với các anh chị đây là những cái công thức mà Diễm đã ứng dụng và tạo ra kết quả thật. Không những như vậy, trong hơn 5 năm qua, Diệp cũng đã chia sẻ giúp đỡ hơn cho 10.000 anh chị ứng dụng cái bộ công thức này, đúng không? Và giúp cho các anh chị đó cũng đạt được rất là nhiều những mục tiêu trong cuộc sống. À, cho dù là xuất phát điểm ở đâu không có quan trọng, có rất nhiều anh chị thà ứng dụng cái bộ công thức của câu lạc bộ, đúng không? Là sinh viên, hay là nội trợ, hay là các anh chị đang làm văn phòng, hoặc là các anh chị đang là kinh doanh, đang là doanh nhân, đúng không? Bất kỳ ở cái vị trí nào các anh chị nha, các anh chị cũng có thể là đạt được chính xác những cái gì mà các anh chị đặt ra, nếu như mà các anh chị làm theo đúng những cái gì Diễm hướng dẫn, là kiên trì, kiên nhẫn, đồng hành và rèn luyện, đúng không ạ? Và có bao nhiêu số các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau cam kết là tối nay chúng ta sẽ thiết lập mục tiêu năm 2024 ha, và mình sẽ cam kết đó là mình sẽ thực hiện đạt được mục tiêu, chính xác mục tiêu 2024 của mình, thì các anh chị comment tôi ạ. À, ok các anh chị. Vậy thì để năm 2024 là năm đại thắng của mình á, thì Diệu nói với các anh chị rằng là có một cái điều rất là hay như này mà không phải ai cũng biết đâu các anh chị. Hồi xưa á, là vì Diệu đã từng đặt ra cho mình rất là nhiều mục tiêu mà mình không có đạt được, nên là lúc đó Diệu hay nói với chính mình là nói trước bước không có qua, nên thôi mình không có dám nói gì hết trơn, mình nói công ta nói mình nổ. À, mình đã từng đặt ra cho mình nhiều mục tiêu quá rồi mình làm không được, nên là thành ra riết cái mình không dám đặt mục tiêu luôn. Đấy, chị, đó là vì hồi xưa thôi. Hồi xưa là do mình chưa có cái công thức, đúng mà chưa có những cái công thức thành công, chưa có người thầy dẫn đường, nên là thành ra mình đặt mục tiêu theo kiểu giống như là mình muốn cái gì cái mình ghi xuống vậy thôi. Và khi mà mình ghi xuống xong á, là mình dẹp, mình đóng cái cuốn sổ lại rồi mình dẹp qua một bên. Đôi khi á, là một năm á, coi như là đầu năm viết xong rồi cuối năm không biết cuốn sổ để đâu luôn, nó theo kiểu vậy đó, thì làm sao mình có thể đạt được mục tiêu được, đúng không ạ? Vậy thì tối ngày hôm nay chia sẻ với anh chị rất là kỹ tại sao mình cần phải thiết lập cái mục tiêu với chị. Luật hấp dẫn á, có một cái quy luật của vũ trụ chị, khi mà mình sống trong vũ trụ này thì mình phải hiểu những quy luật của vũ trụ. Và nếu mà mình không có hiểu á mà mình là sống đại thì cái chị thấy là cuộc sống mình không dễ dàng tí nào. Chẳng hạn như khi mình tham gia giao thông thì mình cũng cần phải hiểu luật giao thông, đúng không ạ? Khi mà mình đến công ty mình làm việc thì mình cũng phải hiểu luật công ty, mình phải làm đúng luật thì mình mới an toàn, còn mình làm không đúng luật thì mình bị phạt đó. Và trong cái cuộc sống ở đây cũng vậy thôi, khi mình đang sống trong vũ trụ này thì trong vũ trụ này cũng có những cái quy luật, và nếu mà mình hiểu được những quy luật này mà các anh chị làm đúng theo những quy luật á, thì các anh chị thấy rằng là mọi thứ đến mình nó dễ dàng vô cùng.
thuận lợi, vui vẻ, hạnh phúc, thành công, nối tiếp thành công, và các anh chị có thể hoàn toàn làm chủ được cuộc đời của mình luôn, là hoàn toàn làm chủ được cuộc đời của mình đó các anh chị. Vậy thì quy luật vũ trụ, một quy luật được gọi là luật hấp dẫn, có mà có những cái cuốn sách luật hấp dẫn luôn. À, các anh chị mà muốn tìm hiểu sâu thì chị có thể mua những cuốn sách luật hấp dẫn này các anh chị đọc, đúng không ạ? Và luật hấp dẫn bảo rằng như thế này nè, đó là mọi sự vật sự việc sẽ diễn ra hai lần, lần thứ nhất là ở trong đầu của bạn và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Cái gì có trong đầu thì sẽ có trên tay. Vậy thì á, nếu như mà năm 2024 này mà các anh chị mong muốn là mình gia tăng về tiền bạc, à, các anh chị mong muốn là năm nay là cái năm 2024 là cái năm mà tròn nguyên một năm sức khỏe các anh chị rất là tốt, rồi mà nguyên một năm gia đình của mình rất là hạnh phúc, các anh chị có thể thu hút thêm những người đối tác trong công việc kinh doanh của mình, hay là tiền bạc mình gia tăng bao nhiêu, tài sản mình gia tăng bao nhiêu, thì các anh chị cần phải viết ra một cách rất là chi tiết, rõ ràng, cụ thể. Ok ha. Bây giờ thì đây là những cái câu hỏi nha mà các anh chị ghi lại. Các anh chị phải hỏi chính mình những câu hỏi này khi mà các anh chị đặt mục tiêu nha. Đầu tiên á, là trong năm 2024 này là tôi muốn làm gì? Tôi muốn trở thành gì? Tôi muốn thấy cái điều gì? Tôi muốn đi đâu và tôi thích chia sẻ cái điều gì? Anh chị, đây là 6 cái câu hỏi anh chị ha, 6 cái câu hỏi mà tối ngày hôm nay, nhiệm vụ của các anh chị tối ngày hôm nay, nếu mà tối ngày hôm nay à, tại vì à, cái chương trình này á à, tối ngày hôm nay thì sẽ không không có đủ những chia sẻ hết, thì qua tuần sau thì chia sẻ các anh chị tiếp. Bài tập của các anh chị là trong buổi tối ngày hôm nay nha, đó là các anh chị sẽ dành ra cho mình tầm khoảng từ 10 cho đến 15 phút, 10 đến 15 phút, các anh chị hỏi mình 6 câu hỏi này, và bất kỳ những cái điều gì mà nó xuất hiện bên trong đầu của mình thì các anh chị ngay lập tức ghi vào ở trong cái cuốn sổ của mình, đúng không ạ? Ok, Diễm đọc lại nha các anh chị. Thứ nhất đó là tôi muốn làm gì, tôi muốn trở thành gì, tôi muốn thấy điều gì, tôi muốn có cái gì. Tôi muốn đi đâu? Và tôi thích chia sẻ cái điều gì? Các anh chị sẽ chuẩn bị cho mình một cái cuốn sổ, đúng không ạ? Một cuốn sổ ha, và một cây bút. Đặt hẹn giờ báo thức cho mình, hẹn giờ báo thức cho mình là tầm khoảng 15 phút. Đó, các anh chị hãy ghi hết những cái điều mà các anh chị mong muốn đạt được trong năm 2024 thật là nhanh. Khi mà mình hỏi à, cái gì mà có bên trong đầu của mình thì các anh chị ghi xuống rất là nhanh thôi. Vậy ví dụ nè, ví dụ như năm năm 2024 này các anh chị muốn sở hữu cho mình một chiếc xe Mercedes E200 chẳng hạn vậy, nếu mà thì các anh chị có thể ghi rất nhanh là Mercedes E200. Năm 2024 này các anh chị mong muốn sở hữu thêm bất động sản, đúng không? Bao nhiêu cái bất động sản, ví dụ anh chị nào ở đây mình chưa có cái nào thì các anh chị đặt ra mục tiêu mình sở hữu một cái. Anh chị nào mà mình đã sở hữu rất nhiều bất động sản rồi thì các anh chị đặt mục tiêu có thể là năm nay, trong năm 2024 sở hữu thêm 5 cái. Được không ạ? Tuyệt vời hơn nữa là mỗi tháng sở hữu một cái, 12 tháng 12 cái. Và anh chị nào ở đây mà mình chưa có cái nào thì mục tiêu của mình là sở hữu cái đầu tiên. Các anh chị sở hữu cho mình một cái ngôi nhà, là một cái mảnh đất hay cái gì đó, mình ghi rất nhanh thôi. Rồi mình sẽ đi sâu vào sau. À, cái này mình chỉ có 10 thì 10 tới 15 phút để mình ghi nhanh xuống những điều mình muốn mà. Nên là thành ra các anh chị cứ viết xuống thôi. Tiếp theo, đó là các anh chị mong muốn rằng là ví dụ về cái sức khỏe của mình. Các anh chị mong muốn rằng là năm 2024 là cái năm mà mình có được cái sức khỏe như thế nào. Quan trọng nha. Sức khỏe mà không có không làm ăn gì được hết trơn đó các anh chị. Nên làm gì làm. Năm 2024 các anh chị phải đặt ra cho mình một cái mục tiêu. Đó là các anh chị phải nhìn thấy rõ được cái hình ảnh của mình từ đầu năm cho đến cuối năm, từng tháng một. Các anh chị rất là khỏe mạnh, rất là tràn đầy năng lượng.
rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Cái gì có trong đầu là có trên tay, cái gì mọi sự vật sự việc diễn ra hai lần, lần thứ nhất ở bên trong đầu của mình và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Mình phải thấy rõ được cái điều này thì các anh chị mới có được cái điều đó ha. Tiếp theo đó, mục tiêu về mối quan hệ, về gia đình. Anh chị nào ở đây mình chưa có người yêu thì đặt năm 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 2024 tìm kiếm được ý chung nhân đúng không ạ? Anh chị nào mà mình đã có gia đình rồi thì sao ạ? Thì mình đặt mục tiêu là gia đình của mình hạnh phúc như thế nào? À, con cái mình, yếu tố về con cái, sau đó yếu tố về chồng hoặc là vợ. À, sau đó là sao, là những cái mối quan hệ đối tác xung quanh, mối quan hệ bạn bè. Tiếp theo là nếu mà anh chị nào mà đang đi làm thì các anh chị có thể đặt mục tiêu cho cái sự nghiệp của mình. Sự nghiệp thăng tiến như thế nào, thăng tiến bao nhiêu cấp trong năm 2024. Tiếp theo nữa đó là về thu nhập. Các anh chị mong muốn là thu nhập của mình trong năm 2024 nó gia tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chẳng hạn như là mình kiểm kê đúng không ạ, là năm 2023 thì thu nhập trung bình của mình mỗi tháng là bao nhiêu, vậy thì năm 2024 này các anh chị mong muốn gia tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tiếp theo đó là về tài sản. Về tài sản các anh chị, yếu tố về tài sản nữa đúng không ạ? Năm 2024 này các anh chị mong muốn sở hữu thêm cho mình những cái tài sản gì? Có thể là bất động sản, có thể là vàng hay là cái gì đó. À, ghi rất rõ ra. Tuyệt vời lắm đó các anh chị. Khi mà các anh chị ghi rõ ra là các anh chị muốn sở hữu tài sản gì là có hết á. Chị sẽ chỉ cho các anh chị cái phương pháp để biến mọi điều bên trong tâm trí trở thành sự thật. À, giống như lúc nãy các anh chị vừa xem những hình ảnh của Diễm đúng không ạ? Đầu tiên, đó là Diễm thiết lập ra cho mình những mục tiêu rất là cụ thể rõ ràng. Sau đó từ mục tiêu trên giấy làm sao để mình có thể chuyển hóa nó ra thành bên ngoài. Có phương pháp hết, có công thức hết. Các anh chị yên tâm. Ngày hôm nay là bước thứ nhất là các anh chị có thiết lập mục tiêu trước thôi. Những cái ngày sau Diệp sẽ hướng dẫn cho các anh chị rồi mà để mà mình có thể chuyển hóa nó thành cái vật chất tương đương ở phía bên ngoài cuộc sống của mình. Yếu tố về tài sản. À, các anh chị mong muốn sở hữu năm 2024 này sở hữu những cái tài sản gì? À, các anh chị ha. Và mình liệt kê thật nhanh. Trong vòng từ 10 cho đến 15 phút. Các anh chị viết từ khóa thật nhanh. Ok, có bao nhiêu số các anh chị rõ được cái bước thứ nhất rồi, các anh chị comment tôi giúp chị mà. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái bước thứ hai này. Bước thứ hai các anh chị. Sau khi mà các anh chị đã viết ra cho mình rất là nhiều những cái mục tiêu trong năm 2024 rồi. À, thì việc của các anh chị đó là bắt đầu mình sẽ xếp theo thứ tự ưu tiên. Có nghĩa là các anh chị sẽ lựa chọn ra cho mình. Nếu mà anh chị nào mà mình viết tới gọi là mấy chục cái hay trăm cái gì đó. À, thì các anh chị có thể bắt đầu các anh chị lựa chọn giúp Diễm tầm khoảng là 16 cái mục tiêu. Ít nhất tầm khoảng là 16 mục tiêu quan trọng nhất. Quan trọng nhất các anh chị ghi lại giúp Diễm ha. Quan trọng nhất các anh chị. Sau khi mà các anh chị đã lựa chọn ra cho mình được 16 mục tiêu quan trọng nhất thì cái bước tiếp theo, cái điều các anh chị cần làm nè, đó là bắt đầu mình sẽ mô tả cái chi tiết những cái gì mà mình muốn. Mô tả chi tiết những cái mục tiêu của mình. Chỉ ví dụ nha. Chẳng hạn như lúc đầu mình ghi là các anh chị mong muốn sở hữu cái chiếc mẹ E200 đi. Nào mà vậy thì bây giờ mình đi sâu vào nè. Đó, chiếc mẹ E200 các anh chị mong muốn là thích là màu gì? Cái màu của nó là màu gì? Và bắt đầu mình đi tìm hiểu giá tiền nè, là nó bao nhiêu tiền, làm sao biết mình biết giá tiền của nó đây? Đơn giản lắm, lên Google search cái ra giá tiền, mình chọn luôn cái màu sắc mà mình yêu thích, sau đó là mình tải luôn cái hình ảnh đó về lưu vào điện thoại của mình.
À, Diễm hướng dẫn cho chị rất là kỹ nha. Ví dụ tiếp theo là ngôi nhà. Cái chị muốn sở hữu ngôi nhà đúng không ạ? Thì mình cũng phải biết rằng là chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu, nó nằm ở khu vực nào, giá của nó cỡ cỡ là bao nhiêu, đúng không ạ? Và mình lên Google, các anh chị cũng phải luôn lựa chọn luôn cái mẫu ngôi nhà mà các anh chị yêu thích luôn, và mình tải hình ảnh về. Các chị sẽ đi vào chi tiết, ví dụ mô tả chiều cao, mô tả chiều dài, mô tả giá cả, kiểu loại, màu sắc. Còn nếu như anh chị nào mà các anh chị muốn thăng tiến trong cái công việc của mình đúng không ạ, thì ha, thì các anh chị hãy mô tả chi tiết, chẳng hạn như là cái công việc của các anh chị đó, cái chức vụ là cái gì, cái ngân sách thuộc quyền kiểm soát của mình là bao nhiêu, lương là bao nhiêu, cái số nhân viên mà các anh chị quản lý là bao nhiêu. Các chị hãy nhớ rằng là ở cái bước này các anh chị càng mô tả chi tiết bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tại vì Diễm đang hướng dẫn cho các anh chị cái cách này, người ta hay được gọi là mình đặt hàng vũ trụ á. Có nghĩa là để mà các anh chị có được đúng chính xác những điều mà các anh chị mong muốn á, thì các anh chị phải diễn tả càng chi tiết càng tốt. Được mà, để thu hút đúng cái các anh chị mong muốn luôn. Chứ khi mà các anh chị mà diễn tả không có chi tiết á, thì mình sẽ thu hút không có đúng, thì nó sẽ tốn thời gian, công sức, tiền bạc của mình. Vì ví dụ nha, ví dụ như có một chị ao ước là chị sở hữu một ngôi nhà đi, mà chị không có nói, chị không có nói ngôi nhà gì hết trơn, không diễn tả gì hết trơn nghe chị. Cái thế là cuối cùng chị ấy cũng sở hữu một cái ngôi nhà, nhưng mà đó một cái ngôi nhà nhà lá nhỏ xíu của cấp 4 hay là ở đâu rất là vùng sâu vùng xa chẳng hạn vậy. Thì khi mình không rõ ràng nữa, mà khi mình không rõ ràng thì mình sẽ nhận được những cái thứ mà nó không đúng với ý của mình, thì lúc đó mình bảo với vũ trụ rằng là à, cái này không đúng ý của mình. À, hoặc là các anh chị có thể nhìn lại cái ngôi nhà mà các anh chị đang ở, ngôi nhà các anh chị đang ngồi nè, có phải là hồi xưa nó đã từng nằm ở bên trong cái tâm trí của mình không ạ? Hồi xưa các anh chị có phải đã từng nghĩ tới một cái ngôi nhà, à, và bây giờ các anh chị đang ngồi trong cái ngôi nhà mà nó đã từng nằm bên trong tâm trí của mình không ạ? Anh chị nào đang ngồi trong cái ngôi nhà mà nó đã từng nằm trong bên trong tâm trí của mình, các anh chị comment tôi giúp Diễm ạ. Tùy anh chị thôi, anh chị ở đây ngồi mỗi những cái căn nhà khác nhau. Đúng không? Có một số các anh chị là các anh chị ngồi ở trong những cái căn nhà, nó là một cái căn nhà rất là đẹp, là lung linh, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng gì đó. Xưa mình mơ, mình ước. Ước gì sau này đúng không? Mình có một ngôi nhà. Hoặc là có một số các anh chị mình ước đơn giản hơn thôi. Mà mình ước gì có một căn nhà chui ra chui vô là được rồi. Có nơi ở để chui ra chui vô thôi. Mà khi mà mình ước mình có ngôi nhà chui ra chui vô thì bây giờ nó cũng đang y chang như vậy luôn. Là có một số cái chị ước khác đó, mà mình nghĩ như thế này nè, mình nghĩ là bây giờ chắc chưa đủ tiền để mua nhà đâu, nên là thôi mình cứ tạm thời mình ở thuê trước này, ở thuê hay là mình ở nhà ba mẹ của mình để tiết kiệm đi đó, rồi sau này á, rồi khi nào mà vợ chồng làm ăn có tiền rồi này kia ha, lúc đó mua nhà sao. Nếu mà anh chị nào mình có những cái suy nghĩ này thì hiện tại nó cũng đang được đóng cái chê như vậy luôn, mình đang ở trong như ngôi nhà của ba mình hoặc mẹ mình hoặc là một ai đó, và mình vẫn chưa sở hữu được cái ngôi nhà mình mơ ước. Vậy nói cái chị rằng là không phải là do mình không đủ giỏi, do mình không đủ tốt, do mình không đủ kiến thức, do mình không có đủ vốn các thứ đâu ạ. Mà là đơn giản là vì sao ạ? Mọi thứ nó nằm bên trong suy nghĩ của mình hết. Mọi thứ nằm bên trong suy nghĩ của mình hết. Các anh chị mong muốn cái gì, các anh chị có những cái suy nghĩ gì ha, thì nó sẽ đều trở thành sự thật hết các anh chị. À, về cái kiến thức này thì có những cái buổi khác ha. À, tuần sau á, tuần sau thì trong cái Zoom tối cũng là vào lúc 8 giờ tối á, thì người thầy của câu lạc bộ đó là doanh nhân Trịnh Quốc Huy sẽ hướng dẫn cho các anh chị về những cái quy luật của vũ trụ, để giúp cho các anh chị có thể hiểu rõ hơn để mình ứng dụng một cách tốt nhất. Được không ạ? Hôm nay thì Diễm không đủ thời gian để chia sẻ các anh chị về những quy luật của vũ trụ ha, nên là thành ra là Diễm chỉ chia sẻ cái khái niệm như vậy luôn. Rồi trong những cái tuần sau các anh chị sẽ được học sâu hơn. Các anh chị chỉ cần biết rằng là mọi điều bên trong tâm trí của mình nó sẽ đều trở thành sự thật hết. Nên là quan trọng đây là cái thời điểm mà các anh chị sẽ kiến tạo một cuộc đời của mình. Các anh chị mong muốn cái gì, mình có được cuộc sống kia như thế nào, thì đây là thời khắc mà các anh chị mô tả, các anh chị viết ra. Và hãy nhớ rằng là viết càng chi tiết bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hồi Diễm có một cái chị học viên kể cho mình nghe câu chuyện như thế này. Đó là chị kể là hồi xưa chị đặt mục tiêu không có rõ ràng, là chị cũng ghi vô cái bức tranh đó, là chị thấy rằng là chị bước vào được ngôi nhà mới, chị ngửi được cái mùi của nước sơn mới,
Chỉ có con cái là chị không có window, chị không có nó là cái ngôi nhà đó là chị sở hữu thôi. Nghe chị, và cuối cùng á là chị ấy tự nhiên cái bước vào một cái ngôi nhà cũng ngửi được cái mùi sơn y chang như trong cái bức tranh mà chị ấy tưởng tượng luôn. Cái chị chỉ có con cái là nhà đó nhà thuê với nhà của mình. À, mà chị ấy nha, gọi điện cho Diễm đó mà kể Diễm nghe rồi, trời ơi Diễm ơi sao chị ngày hôm nay chị đã gặp được cái ngôi nhà y chang như trong cái bức tranh mà chị hình dung tưởng tượng luôn. Em chỉ có con cái là thôi, trong bức tranh chị ghi thiếu em ơi, chị không có ghi là nhà đó nhà chị sở hữu. Đây, chị thấy không? Nên chị nói với các anh chị rằng là mọi thứ càng chi tiết, rõ ràng, cụ thể bao nhiêu thì các anh chị sẽ càng đạt được đúng chính xác những gì mà các anh chị mong muốn bấy nhiêu. Còn mình mà ghi qua loa, mình mà ghi hời hợt á, mình mà ghi mà thiếu á, các anh chị sau này á mà mình đạt được đúng cái đó mà lúc đó mình còn không hài lòng nữa thì thôi, thì thôi các anh chị tốn thời gian công sức tiền bạc của mình. Nên là cái phần thứ nhất đó là các anh chị phải mô tả chi tiết những gì mình muốn để chi để mình thu hút đúng cái thứ chính xác mình mong muốn luôn ạ. Bây giờ các anh chị đã rõ phần này, các anh chị comment tôi ạ. Ok, cái đó là cái câu hỏi thứ nhất đúng không ạ? Các anh chị phải mô tả chi tiết những gì mình muốn. Cái điều thứ hai, đó là các anh chị phải hỏi giúp Diễm nè, lý do tại sao bạn muốn hoàn thành hay đạt được những cái mục tiêu này. Câu hỏi thứ hai, các anh chị trả lời này. Lý do tại sao bạn muốn hoàn thành hay đạt được những mục tiêu này? Cái lý do nó quan trọng lắm nghe chị. Tại vì các anh chị biết rằng là có một cái yếu tố sẽ giúp cho các anh chị có thể biến những cái gọi là niềm tin, cái mục tiêu bên trong tâm trí của mình trở thành tài sản, đó là cái khát vọng. Khát vọng. Vì sao các anh chị mong muốn có cái đó? Mình có thực sự là mình khao khát y chang như là giống như cái mặt của mình mà mình đang úp xuống mặt nước đúng không ạ? Và cái lúc đó mình chỉ khao khát mình được thở thôi. Nó cũng giống như vậy, những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra mình phải hiểu được lý do vì sao mình lại mong muốn đạt mục tiêu này. Những ví dụ nghe chị. Ví dụ như là cái bất động sản đầu tiên mình sở hữu đó là một cái căn biệt thự. Và cái lý do mình mong muốn sở hữu căn biệt thự này đó là vì Diễm mong muốn là có thể là để báo hiếu cho cha mẹ của mình, để ba mẹ của mình có được cuộc sống tốt nhất. Đây là lý do. Và cái lý do này nó đủ lớn nghe anh chị, mà nó làm cho mình rất là khao khát. Chính cái lý do đủ lớn nó sẽ giúp cho mình có thể đi qua và vượt qua được những cái thăng trầm trong cuộc sống, làm cho mình có được sự kiên trì, kiên nhẫn, kiên định và giúp cho mình đạt được mục tiêu. Còn nếu như lý do mà của mình mà không có đủ lớn thì khi mà mình vừa gặp cái điều không thuận lợi gì đó thôi, là mình sẽ học, mình sẽ tự nói chính mình như thế này nè, vì sao mình phải làm cái điều này nhỉ? Hồi trước mình không có đặt ra mục tiêu này, cuộc sống của mình cũng ổn mà giờ mình đặt mục tiêu làm chi, thôi bỏ cuộc cho rồi đúng không ạ, không có ý nghĩa gì hết. Rồi mình sẽ bỏ cuộc rất là nhanh. Còn những cái mục tiêu nào mà các anh chị cái lý do đủ lớn thì nó sẽ, cái đó là cái giúp cho mình có được cái sự kiên trì kiên nhẫn đó, mà tiến về phía trước giúp cho mình đạt được mục tiêu. Hoặc là ví dụ một số các anh chị đang mong muốn sở hữu ô tô, lý do vì sao? Các anh chị phải trả lời được. Không phải là sở hữu ô tô để cho đẹp, cho oai thôi, đạt được đạt không đạt được thèm, không phải đúng không? Mà các anh chị phải nghĩ về những cái ngày mà nắng mưa khi mà mình chở con mình đi học ấy, con của mình trời mưa á, mặc cái áo mưa á, xong tới trường đồ ướt nhẹp á, để mà mình thấy được lý do vì sao mình còn phải sở hữu chiếc ô tô. Hoặc là các anh chị tưởng tượng những cái ngày nắng ấy. Đó cái gì đó mình phải hiểu được lý do vì sao. Khi mà cái lý do của mình đủ lớn thì nó sẽ giúp cho các anh chị có được sự kiên trì kiên nhẫn, và nó sẽ kích hoạt cái tiềm thức của mình để giúp cho các anh chị có thể là thu hút những cái nguồn lực mục tiêu đến hàng giúp gì giúp cho các anh chị có thể là biến những ước mơ nó trở thành sự thật. Nên là cái phần thứ hai đó mình phải trả lời được lý do tại sao mình mong muốn hoàn thành hay là đạt được cái mục tiêu này. Ví dụ các anh chị bảo rằng là mình mong muốn gia tăng thu nhập, gia tăng thu nhập lên mỗi tháng là bao nhiêu đó, vậy thì phải trả lời được lý do vì sao vậy. Các anh chị mong muốn gia tăng thu nhập, giờ thu nhập của mình hiện tại cũng sống cũng ổn rồi mà đúng không các anh chị, sống cũng qua ngày cũng ổn rồi đó,
Vậy thì muốn gia tăng thu nhập lên để làm chi? Vũ trụ sẽ luôn luôn lấp đầy những cái khoảng trống. Và mình phải nói cho vũ trụ biết lý do. Xem là nó có chính đáng không? Lý do phải chính đáng đấy chị. Lý do mà không chính đáng là không có. Có nghĩa là các anh chị phải có một cái động cơ tốt đẹp ở phía sau. Chẳng hạn vì sao các anh chị lại mong muốn gia tăng thu nhập? Đó là vì các anh chị mong muốn báo hiếu với cha mẹ của mình. À, mình thấy rằng là ba mẹ của mình làm việc rất là chăm chỉ, cần mẫn, đúng không ạ? Và bây giờ thì ba mẹ của mình chẳng lẽ phải đi làm hoài rồi cũng sẽ đến lúc về hưu thôi. À, các anh chị có cảm thấy ba mẹ của mình xứng đáng có được những thứ tốt nhất hay không? Hoặc là vợ của mình, chồng của mình, con cái của mình. Các anh chị có mong muốn con của mình được học ở những cái ngôi trường quốc tế, những ngôi trường tốt hay không? Có được cái môi trường sống, được à, nó sạch sẽ hơn, có được cái không khí hít thở nó trong lành hơn hay không? À, và mình còn mong muốn làm những cái điều gì nữa? Các anh chị phải liệt kê ra, phải trả lời được lý do vì sao mình muốn gia tăng cái thu nhập. Lý do nó đủ lớn, lý do nó phải đủ lớn nha chị. Nhưng mà đây là cái bài tập nhỏ thôi cho buổi tối ngày hôm nay. Này các chị ha, tối ngày hôm nay các anh chị sẽ về, các anh chị làm giúp Diễm. Đầu tiên là các anh chị sẽ liệt là thiết kế cho mình những cái mục tiêu mà các anh chị mong muốn đạt được trong năm 2024. Tiếp theo đó là các anh chị sẽ mô tả chi tiết mà về cái điều mà các anh chị mong muốn, càng chi tiết bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Chi tiết làm sao mà để cho một cái đứa trẻ học lớp 3 thôi nó cũng phải hiểu được. Nha các anh chị, nó phải hiểu được và nó nói chính xác những gì các anh chị mong muốn luôn. Và tiếp theo nữa đó là viết ra lý do vì sao mình lại mong muốn đạt mục tiêu này, lý do vì sao mình mong muốn đạt mục tiêu kia. Nha các anh chị nha, và đây là bài tập. Anh chị nào chúng ta làm xong bài tập này, các anh chị sẽ chụp hình và mình gửi cho trưởng nhóm của mình. Được mà, các anh chị hãy gửi cho trưởng nhóm của mình nha, để trưởng nhóm của các anh chị đó sẽ là cái người cầm tay chỉ việc và hướng dẫn cho các anh chị. À, để mình sẽ chinh phục từng mục tiêu cho năm 2024 anh chị, và tiếp tục á, là Diễm sẽ hướng dẫn cho các anh chị ha. Cái này là cái bước thứ nhất, nó sẽ là mục tiêu thôi. Còn những cái bước tiếp theo đó là Diễm sẽ chia sẻ các anh chị sau khi làm mục tiêu xong thì mình phải ứng dụng luật hấp dẫn như thế nào. Được mà, để từng những cái mục tiêu đó nó sẽ được chuyển hóa thành những cái kế hoạch, những cái kế hoạch các anh chị, và từng những cái kế hoạch đó mình ứng dụng luật hấp dẫn như thế nào để giúp cho các anh chị có thể thu hút những cái nguồn lực. Nguồn lực có thể là sao ạ? Những cái chiến lược, rồi những cái công thức, những cái con người, những cái đối tác, những cái quý nhân phù trợ nó mà đến để giúp cho mình có thể là hoàn thành được những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra. Các anh chị ha, và những cái bước này thì Diệp sẽ tiếp tục là chia sẻ với các anh chị vào lúc 7:30, 7:30 tối vào tối thứ hai. Tối thứ hai nha. Có nghĩa là tối nay với lại ngày mai. À, ngày mai thì Diệp sẽ cho các anh chị chúng ta thiết lập mục tiêu. À, và tối thứ hai khi mà các anh chị có mục tiêu rồi thì Diệp sẽ hướng dẫn cho các anh chị từ những cái mục tiêu đó mình sẽ chuyển hóa nó thành những cái kế hoạch thu hút nguồn lực như thế nào, hành động cụ thể ra làm sao để mà trong năm 2024 các anh chị đạt chính xác những gì các anh chị đặt ra. Và sẵn đây thì Diệp cũng sẽ thông báo các anh chị những cái lịch Zoom của câu lạc bộ. Anh chị Ham đã làm cái phần thứ nhất của Diệp là từ 7:30 mở Zoom đúng không ạ? 7:45 chúng ta sẽ bắt đầu tới tầm khoảng là 8:30. À, và 8:30 xong thì chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai trong cái buổi tối ngày hôm nay của câu lạc bộ. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau nâng cao cái nhiệt kế tài chính. À, các anh chị sẽ được học vào những cái tư duy của người thành công và giàu có và làm như thế nào để mình có thể trong đầu các anh chị mong muốn là mình có cái tài sản. À, có thu nhập thụ động là 100 triệu và ở ngoài thực tế mình có thể có được cái mức thu nhập đó thì mọi thứ bắt nguồn từ tư duy. Nên là cái phần thứ hai trong tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện những thói quen của người thành công và giàu có. Anh chị cũng như là mình sẽ bắt đầu tìm hiểu những bí mật là tư duy của những cái người thành công và để giúp cho các anh chị bắt đầu để gia tăng cho mình về gọi là về tiền bạc cũng như là về tài sản. À, các anh chị ha, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ hai vào lúc 7:30 độ mà để chúng ta tiếp tục học cái cách ứng dụng luật hấp dẫn biến mục tiêu bên trong đầu trở thành sự thật. Bây giờ thì Diễm, chúng ta sẽ vào cái phần thứ hai trong tối ngày hôm nay anh chị nha, đó là gì với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện những cái thói quen của người thành công và giàu có đúng không ạ? Diễm xin mời MC trong phần thứ hai có thể lên và Zoom và có thể dẫn dắt cho các anh chị được không ạ?
Ok ha, các anh chị hãy chuẩn bị sẵn sàng nè, các anh chị hãy liệt kê giúp cho Diễm trong ngày hôm nay thì các anh chị 5 cái thành công mà các anh chị đạt được trong ngày hôm nay là cái gì thì các anh chị comment lên ha. Ok, xin mời MC trong tối ngày hôm nay ạ.